Báo cáo quý vị lúc này đang là buổi trưa ngày. Anh nhẹ nhàng nhá, đừng, cẩn thận nó trước. Anh nhẹ nhẹ tay cho em. Báo cáo quý vị lúc này đang là buổi trưa. Anh cứ viết cho em chữ Đông Anh vào đấy chứ. Chữ Đông Anh. Thôi đỡ thôi. Vâng. Anh cứ nhẹ tay thôi. Vâng. Viết chữ Đông Anh. DA cũng được. Vâng. Báo cáo quý vị đây là chiếc tủ chè mà các bác ở từ Đông Anh vừa về ký. Để chuẩn bị chuyển đi cho các bác thì đây tủ chè rất là dày dặn và hàm đặc sắc. Thì cái này là trị giá 32 triệu tại cửa hàng, chưa kể cứ vận chuyển. Anh ơi, vừa nãy anh bảo chuyển về cái khu gì nhỉ? Amacao. Amacao. Amacao, xã Vân Nội. Huyện Đông Anh. Vừa nãy cái đấy là thôn gì anh nhỉ? Thôn Viên Nội. Xã Vân Nội. Vâng, như vậy đi từ cầu Thăng Long là qua cầu Thăng Long sẽ phải luôn. Đi vào 6 cây vào Amacao. Rẽ trái hả anh? Đầu tiên đi cầu Thăng Long sẽ phải. Đi hết cầu. Đi hết cầu Thăng Long là rẽ phải. Gọi là đường 5 này. Chính là đường 5 Hải Phòng đấy gì? Đi qua con chợ đấy khoảng 3 cây thì có cái đường Vân Trì đấy, cái trái. Như vậy qua cầu Thăng Long là sẽ phải đi chừng 3 cây. Xuất trên bản đồ Amacao ra ngay. Rồi, rồi, bây giờ nó thuận lợi. Thưa quý vị, là đây là chiếc tủ chè 32 triệu và sau khi các bác lấy một chiếc thì ở tại cửa hàng là đang còn một chiếc nữa. Thế còn cái hàng 65 triệu vẫn đang còn vài chiếc nữa. Đây là hình ảnh đang quay tại phía sau của tầng 2 khu C. Đây phía sau là cái vườn này. Rồi, cảm ơn quý vị. Anh về có thấy nhiều hàng không anh? Quá nhiều ạ. Cảm ơn các anh rất nhiều.